Chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái cao su cân bằng trước của con Starex nhé. Cái thông tin bên mình này. Đấy, anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho bên mình nhé. Sẽ có người trả lời cho anh em nhé. Mã sản phẩm ở đây. Đấy, do là trời nó hơi tối nên là cái mã nó chưa nhìn rõ lắm. Ok nhé, anh em cần phụ tùng thì cứ Zalo cho bên mình nhé. Rồi, xin chào anh em.